Địa vị thuốc sở hữu hình hài một màu đen huyền, dễ gây kém thiện cảm, nhưng ít ai biết được rằng dược liệu này lại hội tụ nhiều công dụng quý giá cho sức khỏe. Đặc biệt, thục địa được ưu ái khá nhiều trong các bài thuốc đông y. Ở video này, Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu rõ hơn về công dụng của thục địa. Thục địa giúp tăng cường sức khỏe và tráng dương bổ thận với phái nạn rất hiệu quả, hỗ trợ điều trị chứng suy nhược cơ thể và suy nhược thần kinh, điều trị chứng chóng mặt, đau đầu, ù tai, kể cả lở miệng, viêm chân rang vì thục địa có hoạt tính kháng khuẩn, kháng viêm. Thục địa điều trị các chứng âm hư và di mộng tinh, điều hòa kinh nguyệt cho nữ, cải thiện tình trạng mệt mỏi, chóng mặt. Thục địa có mặt trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị hen phế quản và cao huyết áp. Ngoài ra, thục địa hỗ trợ điều trị viêm tay giữa mãn tính và giảm đau do thoái hóa cột sống, nhức mỏi lưng. Tham khảo một số cách sử dụng của thục địa. Ngâm rượu giúp tráng dương bổ thận. Thục địa 50g, dâm dương hoắc 60g, củ ba kích tím 50g, sơn thù 40g, lưu tóc 40g. Tất cả đem ngâm chung với nhau trong 2 lít rượu khoảng 10 ngày là có thể sử dụng được. Nên ngâm rượu gạo nguyên chất 45 độ và dùng bình thủy tinh hoặc sứ. Mỗi bữa uống khoảng 2 ly nhỏ. Chứng cao huyết áp. Mỗi ngày sử dụng 20-30g thục địa sắc với 1 lít nước trong vòng 15 phút, uống hết trong ngày và liên tục trong 2-3 tuần để đạt được hiệu quả tối đa. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo thêm cách sử dụng của thục địa cũng như nhiều loại thảo dược khác tốt cho sức khỏe ở website hiển thị trên màn hình. Thực trạng thuốc nam kém chất lượng và nguồn gốc không rõ ràng ngày càng xuất hiện trên thị trường một cách tràn lan. Điều này ảnh hưởng tới hậu quả cũng như điều trị sức khỏe của người sử dụng, trong đó không thể kể đến thảo dược thục địa. Thảo dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán thục địa tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng nhất, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và share ngay bên dưới màn hình nhé.